trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thập thần trong bát tự. Trước hết thì chúng ta cần nắm được trong 10 cái thiên can này thì chúng ta có 5 thiên can dương và 5 thiên can âm. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, Giáp Dương Bính Dương Mậu Dương Canh Dương Nhâm Dương, Ất Âm Đinh Âm Kỷ Âm Tân Âm và Quý Âm. Như vậy là khá là dễ nhớ đúng không? 1 là dương, 2 là âm. Đấy, theo đúng thứ tự như vậy. Và đây mình sẽ căn cứ vào cái hình ở bên phải này để diễn giải về cái thập thần này nhé. Thứ nhất, giả sử của mình là mộc, như vậy thì Giáp Ất là chủ mộc đúng không? Mình là giáp thì hai cái thằng này cùng dấu, nó sẽ là tỷ kiên, khác dấu nó sẽ là kiếp tài. Chúng ta cứ xem cái này trước nhé, xong lát mình sẽ qua giải thích ở bên đây. Rồi nữa là đến thực thần và thương quan. Giáp với bính thì là mộc sinh hỏa đúng không, nhưng cùng dấu là thực thần. Giáp với đinh sinh trái dấu thì là thương quan. Đấy, tương tự với cái thằng Ất này nhé, Ất sinh bính đúng không, Ất bính thì là hai trái dấu thì là thương quan, Ất với đinh thì là thực thần. Chúng ta nhìn dễ này, thường là hai thằng này cùng dấu ấy, cùng dấu thì ra thực thần, trái dấu ra thương quan. Rồi tiếp theo nhé, đúng không? Rồi bính đinh đối với cái thằng mậu kỷ này thì nó là thương quan nhé, nhưng mà giáp ất này khắc mộc đúng không, giáp mậu khác nhau thì nó là gì, là thiên tài. Còn giáp khắc kỷ thì đó là chính tài, chính tài là khác dấu nhé, bên này cùng dấu, thiên tài cùng dấu, chính tài khác dấu. Rồi tiếp nữa đến cái kim này, kim thì nó lại khắc mộc đúng không, canh khắc giáp thì là thất sát hay gọi là sát. Nếu mà tân khắc giáp thì nó là quan. Đấy, mình đã xếp nó vào hai cái mục là gì, trong cái ngoặc này nhé. Đây là cùng dấu, khác dấu, khắc cùng dấu thì là sát, khắc khắc dấu thì là quan. Còn nữa bên này thì là kiêu và ấn. Kiêu là sinh cùng dấu, ấn là sinh trái dấu. Đây, kiêu ấn người ta thường gọi là thiên ấn, vị kiêu chính ấn. Đấy, mình quen gọi tắt là kiêu ấn để nhớ rằng là dương âm. Đấy, tùy mọi người nhé, mọi người nhớ hạ cũng được, nhớ thiên ấn chính ấn, nhiều khi cứ thiên chính thì có thể dễ lẫn lộn, thì mình hay nói gọn vậy thôi. Tỷ kiên kiếp tài thì là tỷ là cùng dấu, kiếp là trái dấu. Đấy, nên là cùng ngang vai với chúng ta, mộc cùng mộc, hỏa cùng hỏa. Thực thương gồm thực thần và thương quan, thì ta sinh ra mà cùng dấu gọi là thực thần, trái dấu thì gọi là thương quan. Đấy, sinh đây đúng không. Đấy, cái này lúc đầu thì nó hơi gọi là lang nhang một tí, nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta nhớ thôi. Gồm có thiên tài và chính tài, thiên tài chính tài là cái mà ta khắc này, ta khắc nó gồm cùng dấu là thiên tài, mà trái dấu thì là tài, chính tài. Khắc ta cùng dấu là sát, khắc ta trái dấu là quan. Đây, ví dụ mình sẽ lên cái mục ở đây nhé. Giả sử bây giờ là nhật chủ, cái thiên can là giáp đi, thế gặp ông giáp cùng nhau rồi, cùng dấu đúng không, tỷ kiên gặp ất là kiếp tài đúng không, tỷ kiếp bính cùng dấu thì là thực, thương là với đinh trái dấu đúng không, giáp mà với mậu khắc thì gồm có cùng thiên tài, trái là chính tài. Rồi khắc ta đúng không, giáp với canh cùng dấu thì là sát, giáp với tân trái dấu thì là quan. Sinh ta cùng dấu thì là kiêu, sinh ta trái dấu thì là ấn, quý sinh giáp đúng không,
tương tự với cái dòng này thôi. Chúng ta nhớ rằng là thập thần này khi mà áp dụng vào là số bát tự, nó sẽ có các cái quan hệ là sinh khắc khác nhau, và dựa trên cả cái âm dương che giấu thì chúng ta sẽ có các tên gọi khác nhau để chúng ta phân biệt, và chúng ta có thể suy luận được các mối quan hệ của nó.